Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gio-an, chương 4 từ câu 1 đến câu 54. Đức Giê-su tại Sa-ma-ri. Nhóm Pha-ri-sêu nghe tin Đức Giê-su thâu nạp và làm phép rửa cho nhiều môn đệ hơn ông Gio-an. Thật ra, không phải chính Đức Giê-su làm phép rửa, nhưng là các môn đệ của người. Biết thế, Đức Giê-su bỏ miền Giu-đê mà trở lại miền Ga-li-lê. Do đó, người phải băng qua Samari. Vậy, người đến một thành xứ Samari tên là Sikha, gần thửa đất ông Gia-cốp đã cho con là ông Giu-se. Ở đấy có giếng của ông Gia-cốp. Người đi đường mỏi mệt nên ngồi ngay xuống bờ giếng. Lúc đó vào khoảng 12 giờ trưa, có một người phụ nữ Samari đến lấy nước. Đức Giê-su nói với người ấy: "Chị cho tôi xin chút nước uống." Lúc đó, các môn đệ của người đã vào thành mua thức ăn. Người phụ nữ Samari liền nói: "Ông là người Do Thái mà lại xin tôi, một phụ nữ Samari, cho ông nước uống sao?" Quả thế, người Do Thái không được giao thiệp với người Samari. Đức Giê-su trả lời: "Nếu chị nhận ra ân huệ Thiên Chúa ban, và ai là người nói với chị, cho tôi chút nước uống, thì hẳn chị đã xin, và người ấy đã ban cho chị nước hằng sống." Chị ấy nói: "Thưa ông không có gầu, mà giếng lại sâu. Vậy ông lấy đâu ra nước hằng sống? Chẳng lẽ ông lớn hơn tổ phụ chúng tôi là Gia-cốp? Người đã cho chúng tôi giếng này. Chính người đã uống nước giếng này. Cả con cháu và đàn gia súc của người cũng vậy." Đức Giê-su trả lời: "Ai uống nước này sẽ lại khát. Còn ai uống nước tôi cho sẽ không bao giờ khát nữa. Và nước tôi cho sẽ trở thành nơi người ấy một mạch nước vọt lên, đem lại sự sống đời đời." Người phụ nữ nói với Đức Giê-su: "Thưa ông, xin ông cho tôi thứ nước ấy, để tôi hết khát và khỏi phải đến đây lấy nước." Người bảo chị ấy: "Chị hãy gọi chồng chị, rồi trở lại đây." Người phụ nữ đáp: "Tôi không có chồng." Đức Giê-su bảo: "Chị nói, tôi không có chồng là phải, vì chị đã 5 đời chồng rồi, và người hiện đang sống với chị không phải là chồng chị. Chị đã nói đúng." Người phụ nữ nói với người: "Thưa ông, tôi thấy ông thật là một ngôn sứ. Cha ông chúng tôi đã thờ phượng Thiên Chúa trên núi này, còn các ông lại bảo Giê-ru-sa-lem mới chính là nơi phải thờ phượng Thiên Chúa." Đức Giê-su phán: "Này chị, hãy tin tôi, đã đến giờ các người sẽ thờ phượng Chúa Cha, không phải trên núi này hay tại Giê-ru-sa-lem. Các người thờ đấng các người không biết, còn chúng tôi thờ đấng chúng tôi biết, vì ơn cứu độ phát xuất từ dân Do Thái. Nhưng giờ đã đến, và chính là lúc này đây. Giờ những người thờ phượng đích thực sẽ thờ phượng Chúa Cha trong thần khí và sự thật, vì Chúa Cha tìm kiếm những ai thờ phượng người như thế. Thiên Chúa là thần khí, và những kẻ thờ phượng người phải thờ phượng trong thần khí và sự thật." Người phụ nữ thưa: "Tôi biết đấng Mê-si-a gọi là Đức Kitô sẽ đến. Khi người đến, người sẽ loan báo cho chúng tôi mọi sự." Đức Giê-su nói: "Đấng ấy chính là tôi. Người đang nói với chị đây." Vừa lúc đó, các môn đệ trở về. Các ông ngạc nhiên vì thấy người nói chuyện với một phụ nữ. Tuy thế, không ai dám hỏi: "Thầy cần gì vậy?" hoặc "Thầy nói gì với chị ấy?" Người phụ nữ để vò nước lại, vào thành và nói với người ta: "Đến mà xem, có một người đã nói với tôi tất cả những gì tôi đã làm. Ông ấy không phải là đấng Kitô sao?" Họ ra khỏi thành và đến gặp người. Trong khi đó, các môn đệ thưa với người rằng: "Rabbi, xin mời thầy dùng bữa." Người nói với các ông: "Thầy phải dùng một thứ lương thực mà anh em không biết." Các môn đệ mới hỏi nhau: "Đã có ai mang thức ăn đến cho thầy rồi chăng?" Đức Giê-su nói với các ông: "Lương thực của thầy là thi hành ý muốn của đấng đã sai thầy và hoàn tất công trình của người. Nào anh em chẳng nói, còn 4 tháng nữa mới đến mùa gặt. Nhưng này, thầy bảo thật anh em, ngước mắt lên mà xem, đồng lúa đã chín vàng đang chờ ngày gặt hái. Ai gặt thì lãnh tiền công và thu hoa lợi để được sống muôn đời. Và như thế, cả người gieo lẫn kẻ gặt đều hớn hở vui mừng. Thật vậy, câu tục ngữ kẻ này gieo, người kia gặt quả là đúng. Thầy sai anh em đi những gì anh em đã không phải vất vả làm ra. Người khác đã làm lụng vất vả, còn anh em được vào hưởng kết quả công lao của họ. Có nhiều người Sa-ma-ri trong thành đó đã tin vào Đức Giê-su vì lời người phụ nữ làm chứng. Ông ấy nói với tôi mọi việc tôi đã làm. Vậy khi đến gặp người, dân Sa-ma-ri xin người ở lại với họ, và người đã ở lại đó 2 ngày. Số người tin vì lời Đức Giê-su nói còn đông hơn nữa. Họ bảo người phụ nữ, không còn phải vì lời chị kể mà chúng tôi tin. Quả thật, chính chúng tôi đã nghe và biết rằng người thật là đấng cứu độ trần gian. Đức Giê-su ở Ga-li-lê. Sau 2 ngày, Đức Giê-su bỏ nơi đó đi Ga-li-lê. Chính người đã quả quyết, ngôn sứ không được tôn trọng tại quê hương mình. Khi người đến Ga-li-lê, dân chúng trong miền đón tiếp người, vì đã được chứng kiến tất cả những gì người làm tại Giê-ru-sa-lem trong dịp lễ. Bởi lẽ chính họ cũng đã đi dự lễ. Dấu lạ thứ hai ở Cana, Đức Giê-su chữa con của một sĩ quan cận vệ của nhà vua. Vậy Đức Giê-su trở lại Cana, miền Ga-li-lê, là nơi người đã làm cho nước hóa thành rượu. Bấy giờ có một sĩ quan cận vệ của nhà vua có đứa con trai đang bị bệnh tại Ca-phác-na-um. Khi nghe tin Đức Giê-su từ Giu-đê đến Ga-li-lê, ông tới gặp và xin người xuống chữa con ông vì nó sắp chết. Đức Giê-su nói với ông, các ông mà không thấy dấu lạ điềm thiên thì các ông sẽ chẳng tin đâu. Viên sĩ quan nói, thưa ngài, xin ngài xuống cho, kẻo cháu nó chết mất. Đức Giê-su bảo, ông cứ về đi, con ông sống. Ông tin vào lời Đức Giê-su nói với mình và ra về. Ông còn đang đi xuống thì gia nhân đã đón gặp và nói là con ông sống rồi. Ông hỏi họ con ông đã bắt đầu khá hơn vào giờ nào. Họ đáp, hôm qua, vào lúc 1 giờ trưa thì cậu hết sốt. Người cha nhận ra là vào đúng giờ đó, Đức Giê-su đã nói với mình, con ông sống, nên ông và cả nhà đều tin. Đó là dấu lạ thứ hai Đức Giê-su đã làm khi người từ miền Giu-đê đến miền Ga-li-lê. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.